thắng thuyết phục Syria, đội tuyển Việt Nam được FIFA cộng thêm hàng loạt điểm số quan trọng. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc đọ sức với đội tuyển Syria. Xét về mặt thứ hạng FIFA, đội tuyển Syria hạng 90 vượt trội hoàn toàn so với tuyển Hồng Kông, Trung Quốc hạng 147. Chính vì thế, giới chuyên môn đánh giá thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong trận đấu tại sân vận động Thiên Trường. Tuy nhiên, điều ngược lại đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với sự ăn ý hơn hẳn so với trận gặp Hồng Kông. Đặc biệt, các vị trí trên hàng công có được sự kết nối tốt, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Và Phạm Tuấn Hải là người đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Syria. Với thắng lợi này, đoàn quân áo đỏ được cộng thêm 5,13 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Dự kiến trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ leo 2 bậc từ thứ 95 trên thứ 93 thế giới. Tính trung bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng một bậc từ vị trí thứ 16 lên thứ 15. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Chelsea chắc chắn có mặt trong nhóm hạt giống số 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây sẽ là lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi tránh được nhiều đối thủ nặng ký như Uzbekistan, Trung Quốc, Jordan, Bahrain. Trong khi đó, những đội tuyển khác cũng như vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines dự kiến sẽ chỉ nằm ở các nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4. Check it out.